Việt Nam được Thaco phân phối với 7 phiên bản khác nhau, có cả máy xăng và máy dầu. Phiên bản máy dầu có dung tích 2,2 lít giúp động cơ sản sinh ra 198 mã lực. Cùng với đó là bộ ly hợp 8 cấp, phiên bản máy xăng là 2,5 lít, công suất 177 mã lực. Theo đánh giá, trang bị giúp Kia Sorento lợi thế hơn khi so với đối thủ Hyundai Santa Fe là công nghệ an toàn, Mẫu SUV của Kia lần đầu tiên sở hữu gói hỗ trợ người lái nâng cao với các tính năng như cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh tự động, báo lệch làn và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng khoảng cách và camera 360 độ. Tuy nhiên, giá bán của Sorento 2021 lại khiến người tiêu dùng e ngại thực sự. Trong khi các mẫu Sorento thế hệ trước chỉ có giá từ 769 triệu đồng thì bản thấp nhất của thế hệ mới này đã có giá tới hơn 1 tỷ đồng cao hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Santa Fe giá từ 995 triệu đồng hay Ford Everest giá từ 999 triệu đồng. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế nói chung đã bị tác động bởi dịch Covid-19, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, không sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho những nhu cầu không cần thiết. Chính vì thế, Kia Sorento 2021 bị đánh giá khó có khả năng cạnh tranh mạnh ở thị trường Việt Nam.